Hello mọi người. Đây là session phiên cuối ngày chưa ta? Bởi vì Jack biết là sự kiện này là bắt đầu từ tận 1 giờ chiều đúng không? Thế nên là mọi người ở đây đến cuối thì chắc là tình cảm cho AppsFlyer cũng lớn. Thì Insider cũng là đối tác rất là lâu năm của AppsFlyer, thế nên là rất là vui được đồng hành hôm nay. Ngoài ra thì còn có các đối tác khác như là TV Bank, AWS với cả Meta nữa. Thì Jack nghĩ là ở đây như Jack hiểu thì là mình chia ra làm 2 room. Một room thì là game và một room thì là non-game. Thế nên là thực ra chúng ta có một cái room mà nó mang tính chất lượng hơn, bởi vì là ít người hơn, mọi người dễ đặt câu hỏi hơn ha. Thì trong khán phòng như Jack biết là Jack có nhìn qua thì là mình có rất là nhiều công ty mà mình gọi là digital first, tức là đặt cái trọng tâm là kênh digital là grow. Web app thì có nhiều cách, có thể là social media cũng không cần phải là web app luôn. Thì có rất nhiều tập đoàn như là VIB Bank Security này, An Bình Bank như Jack thấy này, SFB Financial này, ACB, Pinetree vân vân, thì đều là digital first. Và Jack hiện giờ đang quản lý Đông Nam Á, Hồng Kông với cả Đài Loan cho cả Insider. Thì có thể nói là Indo với cả Việt Nam thì là 2 nước mà ngành banking finance là rất là advanced và đẩy rất là mạnh cho mảng ngân hàng số vân vân. Thì vì như thế nên là với đặc thù của ngành như là ngành banking finance thì họ muốn grow được, thì tí nữa Nam sẽ chia sẻ rất là nhiều là grow như thế nào. Nhưng mà để grow được trong ngành thì cần phải có nhiều kênh, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là dữ liệu thì nó giúp cho phần tối ưu. Và lúc nãy cũng có một bạn hỏi là thế nếu mà người ta block dữ liệu rồi thế này thế kia thì làm thế nào để chạy hiệu quả đúng không? Đó, thì những cái câu hỏi đó thì chắc chắn là sẽ được giải đáp ở trong phần này. Đấy, thì nhắc lại một chút là cái tên của phiên này sẽ là Navigate cái vấn đề về privacy, bảo mật, làm thế nào để cái first party data là nó được bổ trợ nhiều hơn cho việc grow. Thì có thể mọi người có thể cũng chưa rõ là thế nào là first party, thế nào là second party, thế nào là third party. Thì có thể tạm hiểu nôm đấy là third party là những cái dữ liệu mà tập đoàn đấy, công ty đấy không sở hữu đi ha. Và mình gọi là kinh doanh hệ sinh thái dữ liệu của người khác. Còn second party thì có thể ít người biết hơn, nó mang tính gọi là partnership, có thể là trao đổi, tức là nó có thể là thuộc quyền sở hữu chung của cả hai bên. Và mình gọi là bổ cập vào trong dữ liệu của mình, nhưng mà tính ra gốc của nó không phải là của mình. Còn first party thì là dữ liệu mình sở hữu, nó là người dùng của mình bỏ tiền ra, mình đưa người ta đến, organic. Thế cái chủ đề này nó tập trung vào first party nhiều hơn là những cái khác. Ấy thì sẽ đi một vòng các speaker. Thì với mỗi speaker thì chắc là nhờ mọi người chia sẻ bản thân một chút, rồi sau đó thì Jack sẽ đặt câu hỏi. Thì câu hỏi đầu tiên thì chắc là sẽ là cho Meta, thế nên có gì nhờ đại diện Meta giới thiệu bản thân một chút. Dạ vâng, em cảm ơn anh Jack. Xin chào mọi người ạ. Thì em tự giới thiệu một chút xíu, thì em tên là Yến. Em làm ở Meta cũng 7 năm rồi và hiện giờ đang phụ trách mảng ngành hàng app, gaming và tài chính ngân hàng ở thị trường Việt Nam. Thì cũng có cơ hội được làm việc với cũng một vài anh chị ngồi trong văn phòng ngày hôm nay. Thì hy vọng là buổi hôm nay cũng có thể giúp giải đáp được phần nào những cái quan ngại của mọi người về việc là sử dụng tận dụng first party data như thế nào trong cái môi trường marketing nó mới trong thời đại này. Dạ. Hỏi luôn nha mọi người, không chờ đợi. Hỏi luôn. Không cho các bên khác giới thiệu luôn hả? Không, đấy, mọi người phải bình tĩnh. Nói chung là speaker nào mà giới thiệu xong một phát là hỏi luôn. Thì câu hỏi đầu tiên cho Meta với cả Yến đấy là với những cái thắt chặt bảo mật hơn, đặc biệt là nhiều nghị định của Việt Nam này. Thứ hai là bản thân Meta cũng là công ty toàn cầu, thì mỗi nước cái nghị định bảo mật dữ liệu nó lại khác nhau. Đấy, thì lúc nãy bạn cũng hỏi về third party là cũng có thể dùng để mà chạy quảng cáo. Thế thì tại sao lại phải dùng first party vân vân. Đấy, thì với nền tảng như là Meta thì cái giá trị của cái việc là sử dụng first party nó là như thế nào? Và ngoài ra bỏ qua những cái cách traditional mà ngày xưa mà mình hay dùng thì bây giờ với những cái nghị định mọi thứ thì các tập đoàn nên để ý hơn như thế nào về vấn đề bảo mật dữ liệu này để chạy quảng cáo nhé, cho vấn đề quảng cáo. Dạ vâng, vâng. Em nghĩ là câu hỏi của anh Jack thì nó sẽ có 2 phần. Cái phần thứ nhất là nên gọi là first party thì nó có lợi như thế nào, và cái thứ hai là các tập đoàn thì nên để ý như thế nào. Em xin phép trả lời trước cái phần là các tập đoàn thì nên để ý như thế nào. Phần này thì về giải pháp của Meta chắc là em chưa đi sâu vào vội, thì em nói trước về cái câu chuyện là mình sẽ cần phải để ý như thế nào trong cái môi trường marketing. Em nghĩ là đối với Meta thì bọn em gọi đây là một cái kỷ nguyên digital marketing mới, nó không giống với cái việc là mình chạy digital marketing cũ nữa. Thì chắc chắn là nó đến từ rất nhiều phía, nó nó sẽ đến từ phía user là một chuyện, là người dùng. Người dùng quan tâm rất nhiều đến cái việc bảo mật thông tin của họ là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đấy là cái việc là hệ thống, tức là cái môi trường marketing bây giờ nó cũng sẽ có những cái giới hạn để về việc chia sẻ thông tin. Cụ thể nhất là mọi người cũng nhắc đến câu chuyện là iOS, ATT nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc là mình tận dụng chia sẻ thông tin giữa các bên nó như thế nào. Thì với cái gọi là cái kỷ nguyên marketing mới đến như vậy thì em nghĩ là đối với giữa Meta và nhà quảng cáo thì thường cái mối quan hệ để sau đó đảm bảo được cái việc là dữ liệu sử dụng nó tôn trọng cái quyền sở hữu dữ liệu cá nhân của người dùng một cách tối đa thì nó sẽ có ba cái yếu tố cấu thành ở đây. Thì cái yếu tố cấu thành thứ nhất đấy là dữ liệu mà doanh nghiệp có được là dữ liệu first party của doanh nghiệp lấy được từ người dùng. Thì những cái này thì Meta hoàn toàn không thể đứng ở vị trí là có thể tư vấn được doanh nghiệp. Em nghĩ là có thể là các AWS hoặc là Insider có thể tư vấn kỹ hơn, nhưng mà lúc nào cũng khuyến khích các doanh nghiệp là sẽ cố gắng đảm bảo tuân thủ được tốt nhất cái yêu cầu về mặt luật cũng như là tuân thủ tốt nhất cái định hướng mong muốn là xây dựng cái nền tảng hệ thống của mình đảm bảo được cái yếu tố bảo mật thông tin người dùng một cách tốt nhất, từ việc là thu thập cho đến chia sẻ cũng như là lưu trữ những cái thông tin đấy của người dùng. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên về mặt dữ liệu của doanh nghiệp. Thì cái yếu tố thứ hai là dữ liệu của Meta. Thì đối với Meta cụ thể mà nói thì Meta không xây dựng những cái chính sách cũng như là hệ thống để phù hợp với từng đất nước, tức là từng cái hành lang pháp lý của từng đất nước một, mà bản thân Meta là một công ty toàn cầu thì bọn em xây dựng sản phẩm cũng như là chính sách để làm như thế nào tôn trọng tối đa cái gọi là quyền sở hữu dữ liệu cá nhân của người dùng, và sẽ follow để làm theo những cái luật mà nó chặt chẽ nhất Meta cũng sẽ follow được. Thì ví dụ như đây có thể là GDPR ở châu Âu chẳng hạn. Thì đấy là cái dữ liệu của Meta, người dùng của Meta. Thế còn một cái góc nhìn nữa đấy là việc chia sẻ dữ liệu giữa doanh nghiệp với cả Meta thì nó cũng cần phải đảm bảo cái việc bảo mật thông tin của người dùng. Thì những cái này thì Meta có những cái công cụ để doanh nghiệp có thể chủ động điều chỉnh những cái khả năng, những cái dữ liệu nào doanh nghiệp có được phép chia sẻ với Meta theo như mong muốn của doanh nghiệp. Ví dụ những thứ bọn em gọi là pixel delay data chẳng hạn, tức là khi mình sẽ không nhận data cho đến khi nào mà người dùng thực sự là cho doanh nghiệp cái quyền được sử dụng thông tin đấy của doanh nghiệp. Thì đấy là những cái mà đối với nền tảng quan điểm của Meta khi mà nói về câu chuyện là kỷ nguyên marketing mới thì mình cần sẽ phải làm như thế nào. Thế còn cái ý thứ hai thì anh Jack có hỏi là first party data nó có hữu ích hay không, nó có lợi điểm như thế nào. Thì thực ra câu trả lời là lúc nào nó cũng sẽ có lợi điểm rồi. Thì nếu mà mình muốn có thể có được cái chạy nền tảng marketing nó tốt hơn, nó chính xác hơn, nó hiệu quả hơn, thì nếu như mà chỉ dùng những cái gọi là data của Facebook thôi thì những cái đấy nó cũng sẽ rất là Facebook đâu có biết khách hàng của các anh chị, cơ quan doanh nghiệp là ai đâu ạ. Thì làm sao để mình có thể tiếp cận được một cách chính xác nhất và tốt nhất, thì đấy sẽ là dựa vào first party data của các doanh nghiệp. Thì bây giờ mình cứ coi như là cái căn bản của mình nghĩa là mình đã đúng luật rồi và mình đã tôn trọng được cái quyền riêng tư của người dùng rồi, và những cái data mà doanh nghiệp đưa first party cho phía bên Meta để phục vụ mục đích marketing là mình đã theo hết tất cả những cái yêu cầu như ban đầu đã nói ra rồi. Thì mình sẽ phải tận dụng ra sao? Thì em nghĩ cái này nó sẽ có hai điểm. Cái thứ nhất đấy là chắc chắn là cái lượng data tại thời điểm bây giờ nó sẽ ít hơn cái thời điểm ngày xưa, khi mà mình người dùng chưa có quá quan tâm đến câu chuyện là user privacy, hoặc là chưa có những cái hành lang pháp lý về câu chuyện user privacy nữa. Thì cái đấy sẽ là một cái ảnh hưởng đến việc là số lượng data mà doanh nghiệp có thể sử dụng được trong các hoạt động marketing của mình và để chia sẻ với một bên thứ ba như là Meta để có thể tận dụng trong các hoạt động marketing. Thì cái đấy nó sẽ khiến cho việc là dùng first party data nó hạn chế hơn. Đối với Meta mà nói thì em nghĩ rằng là cái việc chia sẻ đấy nó vẫn quan trọng, nhưng làm như thế nào để mình tối ưu được cái việc đấy, thì Meta luôn luôn khuyến nghị các cái doanh nghiệp nên tận dụng nền tảng Meta theo cái 3 hướng với cái gọi là mô hình môi trường marketing trong kỷ nguyên mới này. Cái thứ nhất đấy là bọn em rất là khuyến khích các doanh nghiệp tận dụng cái công nghệ AI của Meta. Thì ở đây trên màn hình đấy là một cái giải pháp của Meta mà bọn em muốn chia sẻ với các doanh nghiệp để mình có thể nắm được. Thì AI, Meta đã đầu tư vào cái công nghệ AI của Meta từ rất lâu rồi, và cái bộ giải pháp Advantage Plus ở đây của Meta bao gồm rất là nhiều những cái giải pháp nằm trong đấy. Nhưng về cơ bản cái để giải quyết được cái câu chuyện là số lượng data của doanh nghiệp hiện giờ nó không còn nhiều như ngày xưa nữa. Cái số lượng data mà doanh nghiệp có thể sử dụng được nó không còn nhiều như ngày xưa nữa, và Advantage Plus được sinh ra để giải quyết câu chuyện đấy, được sử dụng dựa trên AI model để mình có thể tối ưu hiệu quả chiến dịch của phía bên mình với cái số lượng data hạn chế hơn. Và Meta đã xây dựng và release cho ra cái sản phẩm này em nghĩ là cũng gần hơn 1 năm rồi, và có nhìn thấy được là cái hiệu quả của việc khi mà sử dụng cái nền tảng AI của Meta nó đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp nó như thế nào. Thì em không có nói nhiều vào trên slide, nhưng mà đấy sẽ là cái mà mình có thể tận dụng, tức là tận dụng tốt hơn của AI. Riêng về cá nhân, chia sẻ rất là cá nhân thôi, thì em nghĩ là em rất là tự tin vào công nghệ AI của công ty Meta, tại vì chắc là Mark Zuckerberg cũng mới chia sẻ cách đây có 1 ngày thôi, thì Meta AI Platform cũng sẽ trên đà để trở thành cái nền tảng AI gọi là được sử dụng nhiều nhất toàn cầu rồi. Thì em nghĩ là các doanh nghiệp cũng có thể có cái tự tin tương đối như vậy. Thì đấy là cái điểm thứ nhất, khuyến nghị các doanh nghiệp nên sử dụng trong cái gọi là kỷ nguyên marketing mới này khi mà số lượng data nó không nhiều. Cái thứ hai mà em cũng muốn khuyến nghị các doanh nghiệp có thể cân nhắc nha, đấy là mình nên suy nghĩ để mình tiếp cận người dùng với một cái các cái góc nhìn, những cái loại creative, những cái thông điệp nó phong phú hơn và nó target đến nhiều nhóm người hơn. Thì ngày xưa nếu như mà mình có nhiều data, nhiều thông tin thì mình hoàn toàn có thể làm được những công việc như là có thể là personalization rất là cá nhân, rất là cụ thể, đúng mục tiêu. Nhưng bây giờ mình không có nhiều thông tin đến như vậy nữa, cái câu chuyện đúng mục tiêu nhiều khi nó không có được như là mình mong muốn. Thì những cái câu chuyện là mình mở rộng cái cách mình kể chuyện, mình mở rộng nhóm creative, mình mở rộng thông điệp như ra cũng sẽ là một cách để mình có thể vượt qua được cái rào cản là số lượng data của mình bị hạn chế hơn rất là nhiều. Và cái cuối cùng thì cái này thì Meta lúc nào cũng muốn chia sẻ với các doanh nghiệp, đấy là mặc dù số lượng first party của phía bên mình không nhiều, nhưng mà luôn luôn hãy cân nhắc để có thể chia sẻ với Meta để Meta biết được là doanh nghiệp, khách hàng của doanh nghiệp là ai và doanh nghiệp đang cần gì. Thì cái việc gửi chia sẻ cái data đấy lại có những cái công cụ để doanh nghiệp có thể làm được, thì em không đi quá sâu vào phần đấy, chỉ muốn nhấn mạnh 2 điểm thôi. Nếu mà gửi dữ liệu thì các doanh nghiệp nên chú ý, thứ nhất là gửi đủ, nghĩa là có bao nhiêu thì cố gắng gửi, dùng những cái công cụ để gửi càng đầy đủ càng tốt. Và cái thứ hai là gửi đúng, nghĩa là doanh nghiệp quan tâm đến cái điều gì thì doanh nghiệp nên nói cho Meta biết điều đấy. Ví dụ doanh nghiệp mà quan tâm đến doanh thu thì cố gắng cũng nói cho Meta biết được là đây là cái ông mà tôi mang lại doanh thu nhiều cho tôi này, thì tìm những cái người nhiều doanh thu như vậy. Hoặc quanh doanh nghiệp mà quan tâm đến lifetime value thì cũng nói cho Meta biết là đây là cái người mà tôi muốn, đặc biệt có cái lifetime value thì tìm cho tôi những cái người giống như vậy. Thì doanh nghiệp hoàn toàn không có phải chia sẻ những cái thông tin đấy. Ví dụ là lifetime value của Yến với doanh nghiệp có thể là 3.652.000 đồng, thì không cần phải có thông tin như vậy. Thế nhưng mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể cho Yến một cái số điểm. Ví dụ em doanh giá trị là 3.652.000 đồng thì em được 50 điểm chẳng hạn. Thì doanh nghiệp có thể đưa những cái thông tin đấy cho Meta. Thì đấy là những cái data mà nó đúng để Meta có thể giúp doanh nghiệp tối ưu được tốt hơn trong cái môi trường kỷ nguyên marketing mà nó hạn chế về mặt sử dụng và chia sẻ data, dữ liệu trong việc là của người dùng tại thời điểm hiện giờ. Dạ, thì em có một vài cái đấy em muốn chia sẻ ạ. Phải đến 10 ý nhỉ? Vâng, cũng hơi nhiều, em hy vọng là vỗ tay cho Yến. Yes. Thì túm lại là đi ngược từ cuối mà tóm tắt lại thì là gửi đúng và gửi đủ. Dạ. Thứ hai đấy là về mặt privacy thì Meta sẽ không hẳn là sẽ xây một cái cho từng quốc gia, mà nó sẽ là chuẩn nhất và đúng nhất, cố gắng đúng nhất cho tất cả mọi nơi. Và bản thân là cũng đã có những cái như kiểu pixel delay mọi thứ để trao cái quyền về cho doanh nghiệp với cả người dùng là lúc nào opt-in và lúc nào opt-out khỏi cái data đấy. Vâng, cảm ơn anh Jack đã tóm tắt. Đấy là những cái phần key. Thì và một ý rất là quan trọng nữa nhé, đấy là cái ideas về việc là first party bây giờ thì nó ít đi, thế nên là thực ra nó vừa ít đi thì bắt đầu nó quý, mà quý thì bắt đầu chủ doanh nghiệp nghĩ đến việc là đặt cái đấy vào thành mục tiêu. Bởi vì hồi trước ấy, thì nhiều doanh nghiệp là vẫn có thể tăng trưởng gấp 3, gấp 4 lần nha, doanh thu vẫn rất là tăng, nhưng mà thực ra về số lượng dữ liệu ấy thì lại không nhiều. Bởi vì là ví dụ mở cửa hàng thêm 5-6 cửa hàng nữa là vẫn có doanh thu, nhưng mà ở cửa hàng có thu dữ liệu không thì chưa chắc đã là thu. Đấy, thì cái việc mà thu nhiều dữ liệu và cái việc tăng trưởng nhiều lúc nó không phải là hai mục tiêu nó đi với nhau. Nhưng mà vì bây giờ như cái Yến nói, thế nên nhiều bên là các CEO có đặt một mục tiêu riêng nhé. Đấy là gom dữ liệu, thu dữ liệu và làm sao cho nó sạch nhất, nó chuẩn, nó đúng. Không thì cũng khó gửi lên cho Meta lắm, nói thật. Thế nên là bây giờ mới hỏi sang câu thứ hai của AWS đây. Đấy, thì bây giờ biết nó quan trọng rồi và các chủ doanh nghiệp sẽ cố gắng thu nhiều chỗ. Từ những thứ như là Wi-Fi marketing, nói thật là nhiều cách mà họ sẽ thu. Nhưng mà công nghệ ở Việt Nam và Indo mọi người nó hơi khác, tức là nó không dùng những hệ thống chuẩn chỉnh. Cái này AWS chắc biết. Và thường nó sẽ là chuyên là custom build solution, từ cái point of sale cũng là custom build. Các nước khác có thể dùng hệ thống CRM hoành tráng, Việt Nam là custom build, ERP nhiều lúc cũng là custom build, nhiều thứ nó sẽ là như vậy. Và hệ thống nó có tính legacy, chuyển từ team này qua team kia, thì nó dẫn đến một việc là data nó nằm ở nhiều chỗ và nó không được sạch, hoặc nó sạch nhưng mà nó không nối được với nhau, kiểu kiểu như thế. Thì AWS thì bản thân Insider cũng là host ở trên AWS luôn. Thế nên là câu hỏi ở đây cho đại diện AWS đấy là, thế thì cái khó khăn, nếu mà Yến nói rất là rõ cái sự quan trọng của first party rồi, thế thì bây giờ từ góc nhìn của một team làm data đây, bây giờ giả sử nội bộ của Viettel Digital bảo là tôi nghe bà Yến, tôi muốn rất là nhiều first party sạch để mà lên, giờ phải gom lại. Đấy thì những cái trở ngại mà thường AWS gặp ấy, khi các doanh nghiệp muốn làm gom rất là nhiều first party vào thì nó là như thế nào? Cảm ơn Jack. Thế thì trước khi trả lời câu hỏi của Jack thì xin giới thiệu như là Chính là Solution Architect của AWS và Amazon Web Services, nếu mà mọi người không quen thuộc lắm với cả cái tên này. Thế thì dịch ra tiếng Việt thì nó là kiến trúc sư giải pháp. Kiến trúc sư giải pháp thì không phải là xây nhà, mà đây là xây giúp đỡ khách hàng để xây dựng các hệ thống ở trên cloud. Cloud ở đây thì khi mà AWS nói thì nó nghĩa là AWS đấy ạ. Thế thì như Yến chia sẻ và như Jack cũng chia sẻ thì cái câu chuyện mà xây dựng một cái data platform ấy, mọi người đều hiểu ấy, tất cả các doanh nghiệp đều hiểu là dữ liệu là một cái thứ rất là quý và rất là quan trọng. Tuy nhiên là rất là ít doanh nghiệp có khả năng xây dựng được một cái data platform nó hoàn chỉnh và nó thực sự là có hiệu quả. Thế thì trong cái quá trình mà bên mình làm việc cùng với cả khách hàng ấy, thì thông thường ấy là sẽ có một số các cái trở ngại từ phía khách hàng. Thứ nhất là bây giờ cái số lượng dữ liệu nó tăng lên rất là nhiều rồi. Thứ hai là cái loại dữ liệu ấy, nó cũng rất là đa dạng, nó không còn giống như ngày xưa từ trên các cái hệ thống mà nó, ví dụ ngày xưa chúng ta có thể số lượng ứng dụng ít, bây giờ mạng xã hội phổ biến hơn các cái loại dữ liệu và có thể là có cấu trúc, không có cấu trúc, có thể là streaming, không phải streaming, có thể là dạng batch theo định kỳ mình lấy về. Thì nó sẽ đặt ra một cái vấn đề là đa phần mọi người sẽ lưu trữ dữ liệu ở đâu đấy và nó nằm thành một cái silo mà nó không có tính kết nối. Thì cái cách mà mọi người vẫn hay làm là ok, vậy thì mỗi khi tôi có một cái yêu cầu gì đấy, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu xem là bây giờ cái dữ liệu đấy nó nằm ở đâu, sau đó tôi sẽ lại xây dựng là cả một cái về tên còn gọi là cái pipeline đó, để lấy cái dữ liệu từ các nguồn khác nhau, tổng hợp nó lại, bỏ nó vào một chỗ, sau đó tôi query dữ liệu đấy, xây dựng các cái dashboard lên. Thì đấy là một cái cách từ trước đến giờ 30 năm nay mọi người đều làm như vậy, nó là cái kiểu truyền thống là đi từ top down. Nhưng mà bây giờ với cái sự phát triển của machine learning hay là generative AI thì rõ ràng là cái cách đấy nó còn không còn đúng nữa rồi. Nó vẫn đúng trong một số trường hợp, tuy nhiên là nó sẽ yêu cầu chúng ta phải mở rộng ra những use case khác. Bây giờ chúng ta phải thu thập nhiều dữ liệu hơn. Có thể ngày hôm nay chúng ta chưa biết là phải xử lý nó thế nào, tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu trữ lại nó, chúng ta có metadata, chúng ta phải hiểu về nó. Thế thì đấy nó sẽ đặt ra một cái thách thức rất là lớn và đa phần các khách hàng của AWS đi, thì khi mà họ xây dựng các cái nền tảng như vậy họ đều gặp vấn đề về họ phải đầu tư rất là nhiều về con người này, về mặt thời gian, và nhất là nếu mà họ xây dựng các hệ thống họ xây dựng, họ phải đầu tư một chi phí rất là lớn. Chúng ta làm thì chúng ta có thể là chúng ta bắt đầu rất là nhỏ, chúng ta dùng những cái service nó rất là nhỏ thôi, chúng ta thử vào từng use case của chúng ta, nếu mà chúng ta cảm thấy là nó phù hợp chúng ta sẽ mở rộng nó ra. Còn không nhất thiết chúng ta phải đầu tư một cái hạ tầng nó quá lớn. Và bản chất về mặt công nghệ tại điểm hiện tại ấy, là nó có thể cho phép chúng ta là gần như quan tâm rất ít đến phần mặt hạ tầng. Trước đây chúng ta cần phải set up để chúng ta phải kết nối các cái server với nhau, chúng ta phải kiểm soát dữ liệu, phân quyền truy cập các thứ. Thì bây giờ ấy, là cái hệ thống nó đủ thông minh và cái hạ tầng nó có ứng dụng các cái công nghệ với machine learning để nó cho phép chúng ta là tự động tối ưu cái việc mà vận hành, tự động hóa một số thao tác vận hành, ví dụ như là backup này, đảm bảo tính sẵn sàng cao này, nếu mà có vấn đề gì đấy ngày hôm nay ở đâu đó mất điện thì dữ liệu chúng ta không mất. Và nó có khả năng là sử dụng các cái thuật toán machine learning để nó tối ưu cái việc là nó tối ưu cái việc nó sắp xếp dữ liệu như thế nào để đảm bảo là các khi chúng ta truy cập ra query dữ liệu ấy, nó là đạt tốc độ nhanh nhất. Đến ngày hôm nay thì công nghệ nó đã cho phép chúng ta làm việc đấy rồi, chúng ta không cần phải tự tối ưu nữa. Ngoài ra thì đối với các cái giải pháp ví dụ như về data warehouse hay là business intelligence thì tại thời điểm hiện tại đối với AWS thì cũng có áp dụng những công nghệ về generative AI để cho phép những cái người dùng là kể cả là non-tech chúng ta đều có thể tương tác được. Ví dụ như là các anh chị cũng có thể giả sử các anh chị muốn truy cập dữ liệu về báo cáo tình hình bán hàng 1 năm hay là 6 tháng trở lại đây và các anh chị không hề biết cách làm thế nào để viết một câu lệnh SQL để query dữ liệu vào data warehouse thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái dịch vụ generative AI nó đã được tích hợp sẵn với cả những cái dịch vụ về data warehouse và BI rồi và yêu cầu là viết cho tôi một câu lệnh query để đưa ra tất cả những cái dữ liệu, tổng hợp dữ liệu và đưa ra các đánh giá. Thì đấy là cái tại thời điểm hiện tại thì công nghệ cho phép chúng ta đã làm được. Thì để tóm tắt ấy, thì mình chỉ muốn nhấn mạnh là thứ nhất ấy, data platform là một thứ nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Cái cách tiếp cận của AWS ấy, làm thế nào để cho tất cả những cái công cụ về phân tích analytical tool ấy, nó có thể nó dễ tiếp cận hơn đối với mọi người. Nếu mà mọi người nhìn về các hệ thống cách đây 5 năm có lẽ là khi mà chúng ta nói về câu chuyện đấy thì có lẽ chúng ta phải cần rất là nhiều workshop, chúng ta cần rất là nhiều thời gian vài tuần đến 1 tháng để tìm hiểu về mặt service. Nhưng mà ngày hôm nay thì thậm chí là kể cả những cái user về non-tech hoàn toàn có thể đã làm được. Và bây giờ những cái tiến bộ về công nghệ cho phép chúng ta là chúng ta không cần phải biết chi tiết về mặt kỹ thuật, chúng ta không cần phải biết vận hành hệ thống đấy như thế nào, nhưng mà chúng ta vẫn có thể là triển khai các cái use case của chúng ta theo cái quy mô của chúng ta mong muốn. Chúng ta gọi scale up, scale down theo nhu cầu. Như vậy doanh nghĩ là trong business ấy, thì sẽ hiểu là bây giờ cần nhiều first party, dữ liệu thì chắc chắn là nhiều nguồn rồi, thì nhưng mà không cần phải biến nó thành một cái dự án quá là to, mà nên chạy theo use case cụ thể và sau đó là từ đó nếu mà ok ấy, thì scale lên. Và vì công nghệ nó đã sẵn sàng với những cái auto scale và những cái hạ tầng rồi, thế nên thực ra cái thời gian để go live với một cái use case ấy, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nên là không phải biến nó thành một cái thứ nghe nó rất là đáng sợ để mà làm. Thì Jack nghĩ từ nãy đến giờ là đầu vendor rồi, đây cũng vendor luôn. Đấy, thì cũng rất là khó để mời Nam, cũng rất là bận và đến chắc phải đến ngày hôm kia. Thì Jack rất là muốn là có một người từ phía client side, bởi vì họ cũng là người trải nghiệm những cái mọi người vừa nói thôi. Tức là data khó lấy, data cả về quy trình cũng khó lấy chứ chưa nói đến việc là về kỹ thuật. Và lấy thực ra mình lấy để mình phục vụ kinh doanh mà, chứ mình có phải lấy để làm gì đâu, mà nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định. Và chạy quảng cáo thì TP Bank cũng là những cái ngân hàng đầu tiên, nếu mà nói thực sự là về số hóa dịch vụ của Live Bank và rất là nhiều thứ, những cái thứ innovative nhất trong ngành bank ấy, thì Jack thấy TP Bank hồi đấy là làm đầu tiên. Thì đây cũng là một trong những người mà đồng hành với cả TP từ trong mấy năm rồi nhá, 10 năm rồi, thì cũng trải qua chặng đường gọi là innovation của TP Bank. Thì Jack rất là muốn Nam chia sẻ, cũng không cần theo structure, dựa trên những cái mà mọi người vừa mới comment. Đấy là bây giờ TP Bank trong 5-6 năm vừa rồi, khi mà các ngân hàng họ đều đẩy kênh số rất là mạnh, TP cũng đã từng là đầu tiên là đẩy những cái mạnh rất là kênh số. Thì những cái channel mix, tức là mình đẩy cái ngân hàng số lên ấy, thì đẩy như thế nào? Có nhiều cách để đẩy. Từ người dùng hiện hữu, từ quảng cáo, thêm người dùng mới, thì đâu là cái cách mà TP Bank đã dùng làm channel mix. Và đến một phase mà cần tối ưu thì chắc chắn TP Bank cũng cần dữ liệu để mà tối ưu cái phần đó. Thì nghe những cái AWS trao đổi thì có cái tips, trick hay là đồng cảm hay là không đồng cảm, không đồng ý thì hay hơn với những cái này hay không? Đấy. Cảm ơn câu hỏi của anh Jack. Xin chào mọi người, mình cũng giới thiệu là tôi là Nam, là phụ trách mảng ngân hàng số tại TV Bank. Cũng đã gắn bó với TPBank năm nay năm thứ 9, sắp sang năm thứ 10. Thực ra thì mình không phải là người trong ngành. Hôm nay mình đến đây thực sự là đang cố học từ mọi người rất là nhiều. Và mình sẽ, giống như anh Jack có nói thì là mình ở phía client. Và đến 80% những cái mà các bạn đang nói chuyện với nhau nó rất là chuyên ngành đối với mình. Không đến mức là mình không hiểu gì, nhưng mà thôi thì mình sẽ chia sẻ một cách ngô nghê nhất. Từ những cái mà mình hay gọi là layman term, những người thật sự là người đang sử dụng mà mong muốn. Tất cả những cái mà anh chị, bạn Yến và anh Chính vừa mới chia sẻ ấy, thì TPBank cũng đã trải qua. Câu hỏi của anh Jack thì thực ra chả có câu hỏi gì, nên mình sẽ có 2 phút để nói, vì mình cũng không biết nói gì nhiều đâu. Thì đầu tiên rõ ràng với bất kỳ một ngân hàng nào thì first party data của ngân hàng là vô cùng nhiều. Câu đầu tiên là khẳng định nếu trong tất cả các ngành mà mình biết và đã từng trải nghiệm thì chắc chắn là ngân hàng là ngành có những data sạch nhất, đẹp nhất, xinh nhất. Nhưng ngược lại, khi bạn có quá nhiều thường bạn hay không để tâm đến nó, hay để bỏ bẵng nó. Chắc chỉ có khoảng 5-7 năm trở lại đây, khi mà có rất nhiều những cái rivalry về câu chuyện ngân hàng số thì tất cả các ngân hàng mới thật sự quan tâm. Còn trước đó thì thậm chí là ông bán thẻ không quan tâm gì đến người làm tín dụng, và người bán tài khoản cũng chẳng quan tâm gì đến người bán tín dụng. Hoặc là thậm chí là có những khách hàng là nợ xấu rất là nhóm, không biết là nhóm gì rồi, lại cứ xấu lắm. Và bước ra đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm 1 tỷ vẫn mở bình thường, không ai thu. Đó là có thể là how bad cái chuyện về quản lý first party data của ngân hàng back then nhé. Và thậm chí là bây giờ mình tin, mà mình cũng không dám nói là TV Bank, nhưng mà mình tin là vẫn sẽ có những cái đơn vị chưa thật sự tối ưu và thật sự để ý đến data. Là câu chuyện đấy, câu đầu tiên. Còn lý do tại sao thì mọi người cũng có thể hiểu. Thực ra tất cả những cái vấn đề về kỹ thuật mà anh Chính nói ấy, thì lại không phải vấn đề của ngân hàng lắm đâu. Thật sự với mọi người là như thế. Không phải ngân hàng không tới mức là không hiểu kỹ thuật để adopt những cái amazing mà anh Chính chia sẻ. Cũng không phải là ngân hàng thiếu tiền tới mức để có thể đầu tư những cái mà nó cũng nằm rất nhiều ở cái... Vì hôm nay mình ngồi chia sẻ cũng thực sự thật trần trụi thôi. Đó là rất nhiều về câu chuyện mindset, câu chuyện về cách tổ chức của một cái thể chế mà đã tồn tại mấy chục năm nay nó như vậy rồi. Và một cái ngân hàng cỡ nhỏ thì cũng phải 5-7 nghìn người, mà cỡ lớn thì đến hàng 20-30 ngàn người. Thế nên là cái câu chuyện về thể chế, về tư duy để mà thay đổi đồng nhất nó sẽ take time. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện về thế phát triển ngân hàng số thì cần phải thúc đẩy những cái gì, thúc đẩy những cái như thế nào và sử dụng những công cụ gì. Thì nói chung để trả lời câu này thì chắc mất cả ngày cũng không hết được, nhưng mà mình nghĩ là để sứ mệnh của ngân hàng số thì đầu tiên đối với cá nhân tôi thôi, không dám nói on behalf của tất cả các ngân hàng khác, thì đầu tiên ngân hàng số phải là một cái ngân hàng giao dịch tốt, trải nghiệm tốt, chỉ phục vụ mỗi cái vấn đề về câu chuyện giao dịch và câu chuyện đảm bảo được trải nghiệm khách hàng thôi, nó đã rất khó rồi. Khi mà đặc biệt trong cái bối cảnh mà mỗi năm có những cái ngân hàng có những cái quy mô tăng đến gấp đôi, gấp 3, số lượng giao dịch tăng gấp 4, gấp 5 lần sau thời kỳ Covid, thì cả một cái câu chuyện liên quan đến đảm bảo một cái hệ thống hoạt động 24/7 với cái sự sẵn sàng cao lên đến 99,99%, đó là một cái công sức khổng lồ của cả một bộ máy. Thì cái đấy là một cái phần sứ mệnh rất lớn mà bọn tôi phải quan tâm. Và tất nhiên bên cạnh đó mà nó sẽ phù hợp hơn với cả cái buổi ngày hôm nay, đó là thế ngân hàng số thì mang lại sales như thế nào, mang lại số ra làm sao, mang lại lợi nhuận như thế nào. Thì rõ ràng là khi đó thì bạn phải tư duy kinh doanh ngân hàng theo một cách hoàn toàn mới. Các bạn sẽ có cách vận hành mới, các bạn sẽ có các sản phẩm mới, và tất nhiên sẽ có các cách marketing, cách bán hàng và cách chăm sóc khách hàng mới. Thì khi đó thì với cái bộ máy cồng kềnh như trước đây thì ngân hàng sẽ phải tìm đến những đối tác. Cụ thể ở đây thì chắc mọi người cũng biết rồi, về App Analytics thì mọi người name it, tất cả những cái gì mà trên thị trường nó rất là popular thì ngân hàng hầu hết đều dùng Google Analytics. Rồi thì AppsFlyer, ở TV Bank thì dùng AppsFlyer rất nhiều cho câu chuyện acquisition và manage những cái digital campaign. Mặc dù là những cái đấy nó rất là basic, nhưng mà với 5 năm vừa qua thì TV Bank cũng learn được khá là nhiều, và kỳ vọng trong thời gian sắp tới thì cũng muốn là explore nhiều thứ hơn với AppsFlyer, với Insider, cho câu chuyện là more về câu chuyện farming, đúng không? Nếu mà nói cho dễ hiểu thì AppsFlyer chúng tôi sẽ tập trung nhiều vào cho việc hunting khách hàng ngoài kia, còn Insider sẽ tập trung vào nhiều first party data để làm cái câu chuyện farming. Thì một vài những cái KPI mà ngân hàng thường theo đuổi mà cũng có thể chia sẻ với mọi người, nó cũng khá là standard practice, đó là ngân hàng số thì đầu tiên là quan trọng nhất là số lượng người dùng, số lượng active. Sau khi có số lượng active thì có số lượng giao dịch, Sau khi có số lượng giao dịch thì ngân hàng mới bắt đầu quan tâm đến là thu phí từ giao dịch. Mặc dù câu chuyện thu phí bây giờ không phải là quá dễ dàng, nhưng mà rõ ràng nó là một cái attribute mà ngân hàng kỳ vọng ở ngân hàng số, là anh phải thu được phí ở trên các giao dịch đó. Và khi có nhiều giao dịch rồi thì lại có thêm nhiều data, nó sẽ trở thành một cái feedback loop để mà anh bán thêm những cái sản phẩm mà có lợi nhuận cao hơn, như là thẻ tín dụng, như là khoản vay. Thì từ trên xuống dưới, những cái tập trung của chúng tôi sẽ đầu tiên vẫn là một cái platform để đảm bảo giao dịch 24/7 cho hàng triệu khách hàng, không có vấn đề gì. Và từ đó có những cái thúc đẩy để khách hàng hoạt động và giao dịch thường xuyên với chúng tôi. Và từ đó thì chúng tôi mới có thể thu được nhiều phí, và từ đó chúng ta lại có nhiều data để làm những cái việc khác, thu được nhiều tiền hơn. Thì đó là một vài những cái suy nghĩ của tôi. Không biết nó có relevant với cả những cái mọi người quan tâm hay không, nhưng mà đó là những cái chắc là 3-4 phút chia sẻ. Cảm ơn Jack đã đặt câu hỏi. Ở dưới chắc mọi người có nhiều câu hỏi follow up lắm đúng không? Đấy thì Jack nghĩ take away thì sẽ là thay đổi của bộ máy, nó lại không đến từ công nghệ đúng không? Nó đến từ mindset của một thể chế. Vì sao phải làm thì nó sẽ được cái lợi gì, làm thì ảnh hưởng đến những ai. Đó thì và cái thứ hai đấy là thực ra ngân hàng như Jack đánh giá ấy, là kể cả những đối tác lớn nhất của Insider tại Việt Nam hay AppsFlyer chung với nhau ấy, là thậm chí cả Meta cũng thế, và chắc là AWS thì Jack không dành, nhưng mà cũng là khối tài chính ngân hàng, chứ không chỉ có ngân hàng, cả tài chính nữa, tức là có bảo hiểm, có ví điện tử, security như kiểu MBS vân vân. Thì bởi vì những ngành đấy thực sự là nó mới nhiều first party data, thực sự rất là nhiều. Bởi vì nếu mà anh chị đi mua quần áo thì có thể mọi người mua Shopee thì nhiều, chứ mua một hãng thời trang thì có khi một năm mua 1 lần đến 2 lần thôi. Thế gọi là first party thì chắc có 2 điểm dữ liệu à. Thế nên là thực ra ngành tài chính ngân hàng, ngành telco là cái ngành mà lượng dữ liệu first party thì thực sự rất là nhiều. Thì để liên quan đến cái mà cả AWS hay là bên quảng cáo ấy, với cả Nam vừa nói ấy, thì nó sẽ luôn luôn cần có một cái cầu ở giữa. Ví dụ như là từ phần data ở chỗ AWS có dựng lên, hay là bên công nghệ của ngân hàng có dựng lên, cho đến lúc trung chuyển ra được đến bên quảng cáo để chạy, hay là lại feedback loop ngược lại cho cái phần farming. Thì nó sẽ cần một cái cầu nối của một cái ông ở giữa. Thì có thể là với mọi người mà chưa biết là Insider làm gì trong cái bức tranh này ấy, thì thứ nhất là Insider không phải là bên làm về báo chí nhé, nhiều người là vẫn hay nhầm. Đấy, thì Jack ngồi đây không phải là moderation từ Business Insider nhé, không. Thì Insider là công ty về nền tảng dữ liệu người dùng, nhưng mà nó hoàn toàn là không cạnh tranh hay không liên quan gì. AWS là cái nền tảng mà có dữ liệu sạch để đẩy lên Insider. Insider nhiệm vụ đấy là dữ liệu sạch từ nhiều nguồn sạch nha, từ nhiều nguồn đưa về, từ web, từ app, từ data warehouse, từ data lake, từ BI system. Thì là Insider làm nhiệm vụ là nối nó vào và cho nó thành một cái chân dung 360 nhiều nhất có thể. Nếu nó chưa được 360 thì dần dần dữ liệu nó sẽ đổ về thêm. Rồi sau đó thì lại trả ngược ra cho những cái tác vụ khác. Tác vụ khác ở đây có thể là cho AppsFlyer, có thể cho Facebook First Party truyền thẳng lên. Như là em nói là đúng và đủ đấy. Thì ông này là ông trung chuyển cái segment, cái phân tập người dùng đấy lên. Xong rồi chạy quảng cáo xong, số về tiền về thì lại trung chuyển ngược cái dữ liệu đấy. Nhiều lúc về cho bên Data Warehouse ở chỗ AWS. Thì hình dung nôm nó là một cái chỗ trung chuyển của phân tập người dùng. Góc nhìn của Data Platform là chung hết, còn góc nhìn của Insider là Customer View, là nhìn theo góc độ người dùng. Cái lớp cắt ở đây nó là theo người dùng. Đấy, và cái ví dụ thực tế, nếu mà mọi người đều đang chạy quảng cáo rồi, mọi người đều đang có một cái lượng data ở nhiều chỗ khác nhau rồi, thì cái mà Nam nói lúc nãy là một cái xương sống để làm những hoạt động marketing đa kênh. Thì nếu là ngân hàng số thì sẽ có app là điểm chạm. App thì nó có bên trong và bên ngoài, nó có gamification, nó có rất là nhiều thứ, survey, mọi thứ nó đều là điểm chạm cả đến người dùng. Nếu mà đi ra ngoài thì lại bị bủa vây bởi Facebook rồi, không chạy ở đâu được. Thì nói chung là cần có một cái xương sống. Còn nếu không thì như Nam nói là các kênh bán hiện giờ còn đang rời nhau. Bán thẻ, bán bảo hiểm, bán khoản vay là KPI mỗi team là họ cứ chạy rời nhau. Nhưng mà đến một cái lúc mà on scale ấy, thì người dùng họ sẽ bắt đầu complain là họ bị spam. Spam vì KPI của các bên chạy rời nhau. Thì lúc đó đến cái điểm tới hạn đấy ấy, là bắt đầu lại đụng đến first party, rồi bắt đầu muốn giảm cái tần suất tương tác đi, nhưng mà doanh số kinh doanh thì vẫn về tương ứng. Thì lúc đấy là mới thấy được cái giá trị của first party. Còn hồi trước cứ chạy thoải mái thì nó không phải nghĩ đến cái việc đấy. Khách hàng bắt đầu complain. Nhiều ngân hàng như là ACB họ sẽ yêu cầu là một người dùng một ngày chỉ nhận 3 cái notification thôi, hoặc là một ngày chỉ nhận 2 cái notification thôi. Thì tự khắc là nó sẽ chặn đi một cái điểm kinh doanh rất là quan trọng. Nhưng làm sao để vẫn ra số tương ứng cho các bên kinh doanh thì nó mới thấy được giá trị của first party. Còn nếu mà mình cứ spam thoải mái thì nó vẫn rất là ok. Ấy thì Jack share một chút để làm cái cầu nối giữa hai cái phần trước mà mình share với cả cái của Insider. Thì cái câu hỏi tiếp theo cho Yến và Meta ấy, thì hiện giờ là đấy, sẽ có khá là nhiều kênh và Meta cũng làm với rất nhiều đối tác mà dính đến cả offline nữa chứ không phải là chỉ có online. Nhiều người bây giờ tuổi cao thì cái attribution, tức là cái điểm mà họ đưa ra giao dịch, nó vẫn diễn ra ở quầy thanh toán và nhiều thứ offline nữa. Và các kênh online thì nó có nhiều điểm chạm. Đấy, thì nói chung là nếu mà bây giờ những cái cookie, những cái tracking mà nó bị chặn ấy, thì nó làm cho việc đo cái hiệu quả quảng cáo nó bị mờ đi. Bây giờ bỏ 1 triệu ở đây, 2 triệu ở đây, 3 triệu ở đây thì có phải cùng một người hay không? Thì lúc đấy đo cái hiệu quả quảng cáo nó khó. Thế thì cái tương lai nếu cái vấn đề privacy nó cứ tiếp tục như thế này ấy, thì đo cái hiệu quả quảng cáo nó sẽ bị mờ đi, nó không chính xác, hay là Meta sẽ giải quyết cái này như thế nào? Dạ vâng, em cảm ơn anh Jack. Thì thực ra cái này nó cũng khá là chuyên sâu ấy, cái đó là có một cái câu chuyện về đo lường nó. Nếu như mà để nói về là đo như thế nào và các bước tiếp theo thì em nghĩ chắc là cũng phải nói không phải là cả ngày đâu, mình có khi phải mấy tuần để tìm cái cách cái cách đo lường chính xác nhất. Nhưng mà em nghĩ là về cơ bản để em nghĩ là bởi vì nó là một cái, bọn em gọi là kỷ nguyên marketing mới, cho nên là cái mindset về mặt đo lường nó sẽ phải thay đổi hoàn toàn so với cái mindset về mặt đo lường ngày xưa. Thì ngày xưa mọi người hay đo lường theo hướng là mọi người, cái cách mà phổ biến nhất và cũng là cái cách mà các team hay dùng nhiều nhất đấy là cái cách đo lường attribution. Nghĩa là mình lấy từ các nguồn về, mình attribute cho từng kênh như thế nào về để mình tính công cho từng kênh. Thì đối với Meta, khi mà đi Meta nói chuyện với cả các doanh nghiệp thì bọn em nói đấy sẽ là một trong những cách mà các doanh nghiệp nên cân nhắc về mặt đo lường thôi. Bởi vì cái việc chia sẻ dữ liệu nó càng ngày nó bị hạn chế và cái việc đo lường nó sẽ ngày càng bị mờ đi. Cho nên là nó sẽ đưa một cái hệ quả tất yếu, đấy là sẽ không có một cái công thức đo lường nào mà sẽ được gọi là chính xác 100% cả. Sẽ không có một bên nào, một công thức, một cái gì đấy để có thể cho mình một cái gọi là source of truth, tức là cái sự thật của mình cả. Thì chính vì thế mà lúc nào bọn em cũng sẽ khuyến nghị các doanh nghiệp là phải nhìn data đo lường, thứ nhất là từ nhiều nguồn và cái thứ hai là bằng nhiều cách. Thì từ nhiều, em nói chuyện trước là bằng nhiều cách, thì cái slide ở đây là 3 cái cách đo lường phổ biến mà Meta lúc nào cũng khuyến nghị mọi người là nên cân nhắc và tổng hợp 3 cái cách đo lường này lại. Mỗi một cách nó sẽ có những cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Ví dụ như cái hàng đầu tiên là về chính xác chẳng hạn, chắc là em sẽ không có thời gian để đi quá sâu vào 3 cái hình thức đo lường này là gì. Nhưng cái thứ nhất là incrementality, là mọi người có thể làm leap. Leap ở đây thì là so sánh giữa việc những người mình chạy quảng cáo và không chạy quảng cáo của từng kênh để mình xem là hiệu quả của kênh đấy như thế nào. Cái thứ hai, cột thứ hai màu xanh lá cây là MMM, nghĩa là multi-modal marketing mix. Thì căn bản ở đây đấy là chạy tiếng Việt nó là hồi quy, anh không biết dịch cái gì regression model ấy, tức là một cái hàm hồi quy gì đấy, em không nhớ từ chính xác của tiếng Việt. Nhưng về cơ bản là để đo lường được cái hiệu quả của các kênh bao gồm cả online và offline, và nó chạy số historical. Và cái cột cuối cùng là cái cột mà mọi người quen thuộc nhất, đấy là cột attribution, nghĩa là mọi người lấy data từ các nguồn về và phân bổ cho các nguồn theo những cái cách attribution khác nhau. Thì mỗi một cái hình thức đo lường này nó sẽ có những cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Ví dụ là chính xác nhất thì sẽ là cái phần leaf incrementality. Thế nhưng mà mình sẽ không thể nào real time được, cái khả năng real time của nó là thấp nhất. Đấy là lý do vì sao mà Meta lúc nào cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp là khi mà mình có một cái team gọi là data science, một team chuyên về BI, mình không nên chỉ quan tâm đến một cột là attribution mà mình nên có được một cái nhìn rất là toàn diện về câu chuyện đo lường. Bởi vì bây giờ mình sẽ phải chấp nhận một việc là không có một cái hình thức đo lường nào sẽ cho mình một cái con số chính xác 100%. Và khi mà mình đánh giá các kênh và hiệu quả marketing của các kênh, mà thậm chí không phải là hiệu quả marketing đâu, em nghĩ là hiệu quả của rất nhiều những cái hoạt động activation của mình, thì mình cần có một cái nhìn đa chiều hơn. Thì đấy sẽ là cái mà em nghĩ là các doanh nghiệp nên chú ý. Thế còn đối với Meta mà nói, em sẽ tập trung một chút xíu, chắc là nói thêm một phút nữa về câu chuyện attribution. Thì attribution là cái mà doanh nghiệp thường xuyên biết đến nhất, và mọi người hay nghĩ đến câu chuyện là bây giờ phải dùng các công nghệ như thế nào để có thể attribute cho các kênh tốt hơn. Thì Meta cũng có những giải pháp hiện giờ để có thể giúp doanh nghiệp có thể giải quyết được câu chuyện attribution trong cái môi trường mới, là có thể là tracking bây giờ nó hạn chế hơn. Một trong những cái đấy bọn em gọi đấy là AEM, nghĩa là aggregated event management để cho cái hệ điều hành iOS để mình có thể gửi data và measure và attribute real time hơn trên nền tảng của Meta. Thì đấy sẽ là những cái cách để doanh nghiệp có thể tận dụng. Thế nhưng mà tuy nhiên ngay cả trong cái câu chuyện attribution này thì mọi người cũng sẽ biết là có rất là nhiều cái nguồn data khác nhau, các cái kênh, mỗi kênh sẽ được phân bổ đo lường khác nhau, thì làm như thế nào mình tổng hợp lại để có được cái nhìn tổng quan nhất. Thì em nghĩ đấy là câu chuyện mà AppsFlyer có thể giúp phía bên mình nhiều nhất. Thì đấy thôi ạ. Jack thì add thêm một cái thôi, đấy là thường cái cột giữa ấy, cái marketing mix ấy, thì các bạn nên dùng khi mà các bạn kinh doanh đủ một thời gian dài của doanh nghiệp rồi, thường 10, 15, 20 năm ấy, mà mọi người đã mix giữa quảng cáo ngoài trời lẫn quảng cáo offline đến quảng cáo voucher giấy cho đến ad, tức là có một cái chiều dài lịch sử về cái budget đã spend của rất nhiều kênh rồi, đủ dài, thì cái regression model là nó sẽ chạy ok để mà nhìn được contribution. Còn công ty nào là startup mới làm thì thôi đừng dùng cái giữa. Còn startup mà đang fast grow ấy, thì dùng cái cột đầu tiên là cũng ok đấy, bởi vì là nó đỡ bị tính mùa vụ. Ví dụ như startup mới launch vào quý 1, quý 2 là dính dịch chẳng hạn, thấp điểm, thì cứ làm cái gì thì sếp cũng bảo là không hiệu quả. Bởi vì là cái tình hình kinh tế nó đi xuống, thì lúc đấy là làm A/B test thì tại cùng một thời điểm thì nó minh bạch hơn, quảng cáo hay là không có quảng cáo thì nó rõ hơn. Đấy, thì add thêm một cái view này nữa cho mọi người. Đấy, thì về mặt là BI ấy, thì bởi vì có một cái hay ấy, đấy là các ngành của các công ty ngồi đây ấy, là nó không phải là chỉ có digital first. Ví dụ như là ngân hàng đi, thì khi mà chạy quảng cáo hay là làm những cái của insider ấy, thì nhiều lúc những cái giao dịch cuối cùng mà cái giá trị cuối mang lại ấy, là nó lại không nhìn thấy được trên Meta, hay thậm chí còn không nhìn thấy được ở trên insider luôn, vì nó ẩn ở tầng rất là bên dưới về tài chính, về nhiều cái tính toán đằng sau nữa. Thế thì các cái báo cáo Jack nghĩ của các nền tảng ấy, nó không thay thế được BI và sẽ không bao giờ thay thế được các hệ thống gọi là business intelligence. Thì lúc nãy anh mới nói sơ qua về một chút về BI thôi, thì bây giờ mình không nói về data warehouse mà về BI á, thì để mà nhìn được một cái end to end, để mà đo được một cái hiệu quả của một cái việc gì đấy mình làm ấy, đấy thì AWS có lời khuyên gì cho vấn đề về BI không? Cái câu chuyện về business intelligence thì nó là câu chuyện có lẽ là rất là dài kỳ rồi. Thì theo bên mình cũng có làm việc với Gartner, để theo một cái đánh giá của Gartner thì họ có đưa ra một con số là 75% của business user, tức là những người mà non-tech ấy, thì họ không tự tin về cái data skill của họ. Tức là họ không biết phải tận dụng, sử dụng cái dữ liệu đấy như nào, không biết khai thác nó như nào. Và thông thường ấy, là trong các cái dự án về dữ liệu thì tầm khoảng độ 68% thời gian là chúng ta dành cho những cái thứ mà nó không sinh ra value gì hết. Nó không dùng để lấy ra data insight, mà là chúng ta chỉ làm những cái phân tích nó hết sức là basic, hoặc là chúng ta đi gọi là làm data transformation, chuyển từ bên này sang bên kia, đa phần là vậy. Thế thì cái đối với AWS ấy, thì tương tự như là câu chuyện về data warehouse, thì AWS mong muốn là có một cái cách tiếp cận là cũng cố gắng đưa ra một cái service nào đấy để có người dùng có thể dùng một cách dễ dàng và không cần phải học nhiều. Tất nhiên là cũng phải làm quen, nhưng không cần phải học nhiều lắm. Chúng ta không cần phải có background gì cả. Thế thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy một cái gọi là cái tên service thì có tên là AWS QuickSight, Amazon QuickSight. Thì nó về bản chất ấy, đây là một cái công cụ giúp cho chúng ta có thể khai phá được dữ liệu. Tất nhiên là trong điều kiện là chúng ta đã có dữ liệu rồi, chúng ta đã xây dựng một cái chúng ta có thể gọi là data warehouse rồi. Thế thì khi mà chúng ta muốn phân tích nó ra ấy, thì chúng ta có thể dùng một công cụ về business intelligence lấy nó ra, phân tích và xây dựng các cái bảng biểu theo yêu cầu của mình. Thì mình chỉ muốn nhấn mạnh thôi là tại thời điểm hiện tại ấy, là công nghệ cho phép chúng ta ấy, là không cần phải biết về mặt kỹ thuật để có thể xây dựng các cái bảng biểu báo cáo. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để yêu cầu là chúng ta xây dựng các cái, ví dụ tôi muốn tạo ra một cái dashboard về mặt độ gọi là user satisfaction trong vòng 6 tháng vừa rồi ở khu vực Hà Nội. Thì những cái câu hỏi như vậy, hệ thống sẽ cho phép chúng ta tự động generate ra các cái dashboard tương ứng. Và thậm chí là tại thời điểm hiện tại thì với cái tích hợp với generative AI ấy, nó có thể cho phép chúng ta là tự động sinh ra một cái tự động phân tích luôn. Tức là đưa ra là các cái nhận xét về các cái data point ở bên trong đấy nó sẽ như thế nào, tự động chèn luôn nó vào trong cái dashboard, và cho phép chúng ta phải xây dựng cả một cái gọi là một cái báo cáo, nó được xếp theo cái dạng là như là chúng ta kể một câu chuyện là sales như thế này là do ảnh hưởng của các yếu tố từ các vùng miền chẳng hạn. Thì tại thời điểm hiện tại ấy, là để mà chúng ta xây dựng, sử dụng các công cụ với BI ấy, chúng ta không nhất thiết phải có kiến thức về kỹ thuật, và hoàn toàn là bây giờ công cụ là để dành cho các cái người dùng đối tượng là non-tech. Đây cũng là câu cuối và cũng là lời chốt cuối. Thế nên là Jack nghĩ là mọi người sẽ có nhiều câu hỏi hơn, thì mình cứ chủ động tiếp cận các speaker. Thì chốt lại đấy là first party data là quan trọng. Công nghệ bây giờ sẵn sàng rồi, dành thời gian để cho những thứ gọi là sáng tạo. business. Và lời khuyên của Nam thì là vẫn phải thích ứng với cả doanh nghiệp của mình. Mình có scale và có một tuổi đời thì nó cũng phải từ từ thôi. Đấy, thì một lần nữa cảm ơn mọi người. Một tràng vỗ tay cho tất cả các panelists.